Chào mừng bạn đến với kênh Học tiếng Anh cùng Vân Anh. Hôm nay bạn có khỏe không? Chúc bạn có một ngày thật bình an, hạnh phúc bên những người thân yêu của mình. Trong video học tiếng Anh cùng Vân Anh hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đếm từ 21 cho đến 100. Vân Anh hy vọng đây là một bài học hữu ích dành cho bạn. Bạn hãy nhớ ủng hộ Vân Anh bằng cách Bấm nút đăng ký nếu bạn chưa đăng ký và bấm cái chuông ở bên cạnh để khi Vân Anh có video mới ra thì bạn sẽ là người đầu tiên được thông báo để theo dõi Video học tiếng Anh thật là thú vị ha Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu 21 21 21 21 one Twenty one in all US states 21 is drinking age in all US states 21 is drinking age in all US states 21 is drinking age ở tất cả các tiểu bang trên nước Mỹ, 21 tuổi là tuổi được phép uống những thức uống có cồn. Vì vậy cho nên là các bạn trẻ khi mà tới ngày sinh nhật 21 thì họ rất là tự hào và đó gần như là hầu hết các bạn đều ra quán bar để chứng tỏ là mình đã bước vào tuổi 21 và các bạn tổ chức ngày sinh nhật này rất là trọng thể. Các bạn đưa cao cái cái ID card của mình đó giống như cái chứng minh nhân dân đó ha khoe với tất cả mọi người hôm nay tôi là 21 tuổi rồi đó cho nên tôi được uống rượu bia 22 22 22 22 The Paramount Pictures logo has 22 stars The Paramount Pictures logo has 22 stars. The Paramount Pictures has 22 stars. Logo của hãng phim có hình đỉnh núi có 22 ngôi sao. Đây là một hãng phim lớn nổi tiếng của Mỹ

A day has twenty-four hours. A day has twenty-four hours. A day has twenty-four hours. Một ngày có giờ. Twenty-five. Twenty-five. Twenty five. Hemilam Twenty five is one quarter of one hundred. Twenty five is one quarter of one hundred. Twenty five is one quarter of

Alphabet has 26 letters. English alphabet has 26 letters. Bảng chữ cái tiếng Anh có 26 ký tự. alphabet al Al-pha-bet. Alphabet. Bảng chữ cái

Land Mặt đất chiếm 27% trên trái đất Earth 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 Chữ ớt có chữ th ở cuối cùng Chúng ta để lưỡi ở trên vòm miệng ở hàm trên giữa hai hàm răng và chúng ta thổi ra

February has 28 days. February has 28 days. February has 28 days. Tháng 2 có 28 ngày. Ngoại trừ là những tháng 2 ở năm những 29. 29. 29 29 February has 29 days in the leap year February has 29 days in the leap year February has twenty nine days in the leap year là tháng 2 có hai ngày trong năm nhuận leap year leap year leap year là năm nhuận thirty 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 30 Chữ th bắt đầu từ âm th Giống như lúc nãy chữ earth Chúng ta để hai cái răng lại Và để cái lưỡi ở chính giữa ha Ở vòng trên và chúng ta thổi ra Thirty 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 Cats have 30 teeth cats have 30 teeth cats have 30 teeth mèo có 30 cái răng 31 31 31 31 7 months of a year have 31 days. Seven months of a year have 31 days. Seven months of a year have 31 days. Có 7 tháng trong năm là có 31 ngày.

32 teeth. Người trưởng thành thì có 32 cái răng. Cái này là chúng ta bao gồm cả răng khôn ha. Như vậy là chúng ta đã đếm được từ 21 tới 32. Và chúng ta lưu ý thấy là 21 là người ta ghép từ 20 và 1. 20, 20. 1 one 21 one là 21. Tương tự như vậy, 22 thì lấy 20 và 2. Khi lên tới số 30 tương tự như vậy, 31 thì người ta lấy 30 và 1. 31 Thirty 31 one. Thirty one là 31. Và tương tự 32 cũng vậy.

Chúng ta chỉ cần lấy cái 10 đó cộng với lại số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ha. Và bây giờ chúng ta tập phát âm những số từ 30 cho tới 90. Chúng ta đã biết số 20 rồi đúng không? Twenty. Twenty. 20. Thirty. 30 30 40 40 40 40 Alibaba and 40 thieves Alibaba and 40 tips. Alibaba và 40 tên cướp. Thieves. Thieves. Thieves là những tên cướp. Fifty. 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 Năm mươi. America has fifty states. America has fifty states. America has 50 states. La nước Mỹ có 50 tiểu bang. 60, 60, 60 An hour has 60 minutes. An hour has 60 minutes. An hour has sixty minutes. Minutes, mi, nit, minutes, minute là phút. Seventy. by 70, seventy. The ocean covers seventy percent of the Earth's surface. The ocean covers 70% of the earth's surface. The ocean covers 70% of the earth's surface. Là đại dương bao phủ 70% bề mặt quả đất. Eighty, 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 tám mươi. I like the eighty days around the world movie. I like the eighty days around the world movie. I like the 80 days around the world movie. Tôi thích bộ phim 80 ngày vòng quanh thế giới. Nếu mà bạn chưa xem bộ phim này thì bạn có thể tìm xem, nó rất là thú vị. 90 90 90 90. Bạn hãy thử tìm một ví dụ ở trong đó có số 90 ha. Chẳng hạn như I have 90 dollars. I have 90 dollars. I have 90 dollars. Tôi có 90 đô la. 100 One hundred One hundred Một trăm A century, hundred A century has one hundred years A century has one hundred years A century has one hundred years Một thế kỷ có một trăm năm Ok, và bây giờ là bạn đã biết đếm từ số 21 tới 100 rồi đúng không ạ? À? Giống như cách đếm từ 21 cho tới 32, thì 41 cho tới 99, chúng ta cũng đếm như vậy. Giả sử như số 99, thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta lấy 90 trong tiếng Anh và 9 trong tiếng Anh. 90 trước rồi tới 9. 90 nine ninety nine ninety nine chín mươi chín giả sử như số tám mươi sáu ở trong tiếng anh đọc là gì eighty six eighty six eighty six tám mươi sáu và giả sử như là số 74 ở trong tiếng Anh Thì chúng ta đọc như thế nào? Nếu như bạn trả lời là lấy 70 tiếng Anh và số 4 trong tiếng Anh thì bạn đã chính xác. 74 74 74 74 74 Vậy số 68 trong tiếng Anh là gì? Nếu bạn trả lời là sixty eight. sixty eight. sixty eight là bạn hoàn toàn chính xác. Vậy số 54 trong tiếng Anh là gì? 54. 54. 54. Bạn đã chính xác rồi, nếu bạn trả lời là 54. Và như vậy là bạn đã biết đến từ số 1 tới số 100 rồi đúng không ạ? Trong bài trước chúng ta đã đếm từ 1 tới 20 và bài hôm nay chúng ta tiếp tục đếm từ 21 tới 100. Bây giờ bạn hãy cùng với anh đếm từ 1 đến 20 rồi từ 20 chúng ta đọc 20 30 40 ha cho tới khi nào tới 100 và bây giờ bạn hãy cùng Vân Anh đếm từ 1 đến hai rồi từ hai chúng ta đếm tới 100 theo số hàng chục ha one two three four five six seven eight 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ninety, ninety, one hundred, one hundred, one hundred. Và các bạn thấy là trong tiếng Mỹ đối với những từ mà có à, chữ T, chữ T ở cuối thì người ta phát âm là D Thì như vậy ở đây số bắt đầu từ 20 là có chữ T ở sau t y đọc là twenty ba mươi thirty bốn mươi forty năm mươi fifty sáu mươi sixty bảy mươi seventy tám mươi eighty chín mươi ninety đó là cách phát âm theo kiểu Mỹ ha và như vậy là chúng ta đã hoàn tất việc tập đếm từ 1 cho đến 100 Vân Anh hy vọng là sau bài học này chúng ta đã có thể tự tin giao tiếp nói những con số từ 1 đến 100 một cách dễ dàng trôi chảy nhất là khi chúng ta đi chợ hay là chúng ta tính tiền cho ai đó trong phạm vi là 100 đô la thì chúng ta đều có thể dễ dàng nói giao tiếp Vân Anh chúc bạn có một cuộc sống hạnh phúc, thành công trên quê hương thứ hai của mình. Và bây giờ, Vân Anh xin chào và hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo.